Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến. Cụm nhà giàn Huyền Trân được thành lập chính thức vào ngày 11 tháng 11 năm 1991, xây dựng trên bãi cạn Huyền Trân thuộc Thềm Lục Địa phía Nam của Việt Nam. Bãi Huyền Trân là một rạn san hô nằm cách Vũng Tàu khoảng 248 hải lý về phía đông nam, cách bãi Quế Đường 11 hải lý về phía đông bắc và chỉ cách bãi Phúc Tần khoảng 3,5 hải lý về phía đông nam. Bãi Huyền Trân dài 8 km theo trục bắc nam và rộng 5,5 km theo trục tây đông. Tổng diện tích là khoảng 32,6 km vuông, trong đó vùng biển chiếm khoảng 18 km vuông, phần vành đai sâu từ 6 đến 8 m, phần vùng biển bên trong sâu hơn 10 m tối đa lên đến 20 m nơi nông nhất của bãi Huyền Trân có độ sâu khoảng 5,3 m Tên của bãi cạn này được đặt theo tên của Huyền Trân Công Chúa. Huyền Trân Công Chúa là công chúa đời nhà Trần, con gái của Trần Nhân Tông, em gái của Trần Anh Tông, chính thê là vua Chế Mân. Năm 1306, Huyền Trân Công Chúa được gả cho quốc vương Chiêm Thành là Chế Mân để đưa lấy hai châu ô Lý từ đèo Hải Vân Thừa Thiên Huế đến phía bắc Quảng Trị ngày nay. Một năm sau, Vua chế Minh Chết, Huyền Trân công chúa được Trần Anh Tông sai Trần Khắc Trung đưa về. Câu chuyện về Huyền Trân công chúa được truyền tụng trong dân gian không chỉ vì lý do chính trị mà còn về khía cạnh văn hóa thơ ca cũng như nghệ thuật sân khấu. Điều này khiến Huyền Trân công chúa trở thành công chúa nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Trên bãi cạn Huyền Trân này, Việt Nam đã lắp đặt cấu trúc thép gọi là nhà dàn DK1, số hiệu DK1 trên bãi Huyền Trân hoàn thành lần đầu vào ngày 11 tháng 11 năm 1991. Nhà dàn DK1 trên 7 Huyền Trân do Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Tư lệnh Công binh dựng lắp và hoàn thành vào ngày 11 tháng 11 năm 1991. Nhà dàn DK1 trên 7 Huyền Trân đặt ở vị trí có độ sâu từ mặt san hô lên mặt nước biển khoảng 12 m, độ cao từ mặt nước biển lên tới sân thượng khoảng 15 m. Đây là nhà trạm được thiết kế Chế tạo nội thất đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn cho các hoạt động của nhà trạm và các nhu cầu sinh hoạt, công tác của bộ đội cùng với việc tăng cường các trang bị kỹ thuật đảm bảo. Kết cấu của nhà giàn DK-1 này có độ bền vững cao, có thể chịu đựng được sóng trên cấp 12. Ngay sau khi hoàn thành nhà giàn DK-1 trên bãi huyền Trân, các chiến sĩ nhà giàn đã trực tiếp ra tiếp nhận và nhanh chóng tiến hành các nhiệm vụ chốt giữ, bảo vệ trạm, bảo vệ chủ quyền vùng biển khu vực bãi cạn huyền Trân. Năm 2014, nhà giàn DK-1 trên bãi Huyền Trân được xây dựng lại kiên cố hơn, được thiết kế theo công nghệ tiên tiến, có kết cấu liên hoàn theo mẫu giàn khoan nước sâu, rồng gấp 3 và cao hơn so với nhà giàn cũ, có bãi đô trực thăng trên nóc nhà giàn, có khả năng chịu đựng được những cơn bão có sức gió giật trên cấp 12. Nhà giàn cao khoảng 15m nếu tính từ mặt biển tới sân thượng của nhà giàn. Binh sĩ đồn trú thuộc biên chế của tiểu đoàn DK-1, trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Trên nhà dàn DK1 trên bãi Huyền Trân có đặt một trạm quan trắc khí tượng cấp 1 tiêu chuẩn phát báo quốc tế theo danh sách đính kèm nghị định số 24 CP ngày 19 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết thi hành pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn tại trạm Huyền Trân. Trạm Huyền Trân là công trình khí tượng thủy văn loại đặc biệt, nghĩa là có tầm quan trọng đặc biệt về chuyên môn kỹ thuật khí tượng thủy văn và trao đổi thông tin quốc tế, hoặc có ý nghĩa quan trọng đối với các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh quốc gia. Mỗi ngày trạm thực hiện quan trắc, phát báo 4 lần và tăng tần suất khi có mưa báo, biển động. Tần suất thu thập số liệu là nửa giờ một lần. Hải đăng huyền trân được hoàn thành trước năm 1994, chiều cao tháp đèn là khoảng 23,4 mét, có tầm hiệu lực ban ngày là 10 hải lý và vào ban đêm là khoảng 12 hải lý. Được sự quan tâm của cả nước, hiện nay điều kiện sinh hoạt, làm việc ở khu vực nhà dàn DK1 nói chung và nhà dàn DK1 trên 7 huyền Trân nói riêng được cải thiện rất nhiều. Nhà dàn có phòng y tế, khu vui chơi thể thao, phòng đọc sách, có máy điện thoại cố định không dây để liên lạc với đất liền, có truyền hình vệ tinh. Máy lọc nước ngọt công suất 200 lít trên giờ. Đặc biệt, hệ thống pin năng lượng mặt trời với hơn 100 tấm đủ cấp điện cho huấn luyện, sinh hoạt liên tục từ 3 đến 5 ngày trong điều kiện mưa bão. Như vậy, những ngày thời tiết xấu, cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn vẫn có đủ điện để nấu cơm, chạy tủ lạnh, xem tivi, mọi sinh hoạt huấn luyện diễn ra bình thường. Dù thời tiết, khí hậu trên biển khắc nghiệt nhưng nhờ có điện, có máy lọc nước ngọt nên việc tăng gia sản xuất ở nhà giàn cũng thuận lợi hơn trước tận dụng mọi diện tích ngoài việc trồng các loại rau xanh như mùng tơi rau muống rau cải rau đay anh em chiến sĩ trên nhà giàn còn làm chuồng nuôi lợn gà vịt các chiến sĩ còn trụ tài ủ giá đỗ làm đậu khuôn ủ cá làm nước mắm vân vân nhờ đẩy mạnh tăng gia sản xuất nên chất lượng bữa ăn hàng ngày được cải thiện đáng kể qua đó góp phần tăng cường sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ phục vụ tốt hơn công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu Do tính chất đặc thù, lính nhà giàn DK1 luôn phải bám trụ trên biển từ 8 đến 12 tháng liên tục. Đôi khi do yêu cầu nhiệm vụ phải hơn 20 tháng mới được vào đất liền, mỗi năm chỉ được về phép một lần, 3 đến 4 năm mới được về đúng dịp Tết. Những cán bộ chiến sĩ nơi đây dù còn vất vả, gặp nhiều khó khăn và luôn phải đối mặt với mọi hiểm nguy rình rập nhưng vẫn tình nguyện gắn bó với biển khơi, luôn nêu cao tinh thần, ý chí quyết tâm cao thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chốt giữ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, làm chỗ dựa cho ngư dân vươn khơi bám biển, luôn tự hào vì được góp sức của mình cùng đồng đội ngày đêm canh giữ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chương trình của chúng tôi đến đây xin tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.